Chào mọi người, tôi là Khoa. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời cấp 3, tôi học tập và sinh sống tại thành phố Hội An. Phố cổ mang đầy sự bình yên và nhẹ nhàng. Tôi yêu tất cả mọi thứ ở nơi này. Vì vậy, tôi thường xuyên tìm đến những quán cà phê mang nét cổ kính tại đất Sài Thành để cho mình một khoảng thời gian được hoài niệm. Đây là tôi năm 18 tuổi, là học sinh lớp 12 của trường phổ thông dân tộc nội trú tại thành phố Hội An. Dù cho không sinh ra và lớn lên ở Hội An, nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm với thành phố này. Tôi thích được dạo quanh những con phố lớn đầy thơ mộng, đầy nét cổ kính, thích được cà phê vỉa hè với những người bạn cuối tuần. Ở đây, tôi cảm nhận được sự bình yên, chậm rãi, nhẹ nhàng, phải nói là vô cùng lãng mạn. Mọi người ở đây thì rất thân thiện. Mỗi sáng thức dậy, họ trao cho nhau những nụ cười. Nếu có ai đó cần giúp đỡ, mọi người đều luôn sẵn sàng. Hãy nhìn nụ cười của họ này, thật trìu mến làm sao. Phố hội yên bình nhẹ nhàng vào ban ngày và đông đúc nhộn nhịp vào ban đêm. Thời gian này, chúng tôi có thể đắm chìm trong thế giới ẩm thực vô cùng đa dạng của phố hội. Từ đồ ăn, thức uống, tất cả đều không thể cưỡng lại. Không còn gì tuyệt vời hơn bằng việc dạo quanh phố hội và thưởng thức ẩm thực ở nơi này. Ở đây, chúng tôi còn được ngồi trên những con thuyền lung linh đầy màu sắc và dạo quanh dòng sông Hồi đầy thơ mộng. Tôi chắc chắn rằng ai đi xa rồi cũng sẽ nhớ về Hội An, và tôi cũng vậy. Thấm thoát mà một năm đã trôi qua, tôi tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại phố cổ đầy yêu thương này và ôm trọn vào lòng.